Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2025. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Môi trường, Việt Nam hiện có khoảng gần 4.000 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Các doanh nghiệp môi trường nói chung và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi trường nói riêng phần lớn được xếp vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, ít doanh nghiệp lớn. Công nghiệp môi trường Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển, đóng góp trong tổng sản lượng công nghiệp cũng như GDP còn rất khiêm tốn. Các đại biểu tham dự tại hội nghị đã thống nhất định hướng hoạt động chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu nghiên cứu phát triển làm chủ ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu và công nghệ xử lý, quan trắc ô nhiễm môi trường, tái chế chất thải nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường, đến năm 2020 trở thành ngành công nghiệp có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên.